Đây là khu vực chợ cây ở ngoài triển lãm sinh vật cảnh Hải Dương. Đây giới thiệu với quý vị và các bạn, đây là anh Toàn, chủ vườn. Chào tất cả mọi người nhé. Em là nhà vườn Toàn ở Bình Định. Số điện thoại là 0937878329. Rồi, cảm ơn anh nhé. Cây của anh Toàn thì mang đến đây rất là nhiều cây đẹp. Nói chung là toàn những cây đẳng cấp cả. Những cây có giá trị rất là cao. Đợt trước thì tôi cũng đã quay một video về vườn cây của anh Toàn. Nhưng đợt này thì toàn là cây mới cả nhỉ? Mấy cây khế khủng đợt trước là không thấy còn cây nào nữa rồi. Tùng là hán này. Đây là cây mai chú thủy, mai lu gà công đây. Kiểu dáng cũng rất là độc đáo. Tứ đại thiên hương này. À. Cả cái dãy này là của vườn mình à? À, nhiều cây đẹp nhỉ. Quay hết cả cái dãy này. Rất nhiều cây tùng là hán đẹp. Cái này quay rồi nhỉ? Để trước vẫn còn đây. Cây mới này. Cái thân của nó đẹp nhỉ? Gốc này. Sushi nó đẹp. Gốc nu từ thân lên 15 phân. Tùng là hán cũng rất là già cây rồi. Cái ổi này nhìn hay này. Đây cái trái này. À đúng rồi, này. Đây. Cái mầm non này đang có nụ này. Cái này thân của nó có nét quái. Đường lắc của thân này cũng quái cây đi. Mỗi tán làm đẹp này. Cái này giá bao nhiêu tiền anh Toàn nhỉ? Giá 17 triệu. 17 triệu. Cây sam hương lại hay này. Cái này cái đường thân của nó cũng rất là nghệ thuật này. Tán đẹp này. Cái này bao tiền anh Toàn? Cái sâm hương nó 120. Trời ơi, cái đẹp nhỉ. Cái này đang chậu đang nuôi, còn cái chậu thiệt của nó em nằm đây. À. Chậu nuôi. Đây, đây là chậu thiệt của nó. Chậu thiệt nó nằm cái này thôi. Yeah. Cái nó mới bự được, chứ còn cái đây vô chậu đây đang nuôi. Mai chú Thủy. Cái kiểu dáng này là cái kiểu ngày trước đã làm à? Bây giờ ít làm kiểu này nhỉ? Cụm rừng. Cụm rừng. Tán này là kiểu tán ngày xưa nhỉ? Kiểu gọi là tán gần như tán cổ ngày trước nhỉ? Bây giờ họ làm là tự nhiên hơn. Đất trung. Cái mai này đẹp này, cái này thân xù xì này. Thì mà lá lớn này. Nó lớn này. Đây cũng lu. Cũng lu này. Cái này bao tiền cái này? 14 triệu cái mai chú Thủy, lu gò công phải không? Rất đẹp. Đây là kim quýt này. Kim quýt này. Một tác phẩm mai chú Thủy. Cái này gọi là cụm rừng à? Đẹp nhỉ, cái này này. Tác phẩm này đẹp. Một tác phẩm rất là đẹp. Đang ra rất là nhiều hoa. Bậy cái này được này. Tác phẩm này thì bao tiền để giao dịch được? Cái này thì chính xác là được 600 triệu. 600 triệu. Cái này già cây nhỉ? Cây này nhiều đời lắm. Đời con tới đời cha. À. Để tạo được cái cây nhiều khi là phải mấy đời nhỉ? Cái này đúng là già cây thật. Mà dáng cũng rất là đẹp. Bộ tán rất là tự nhiên. Nhìn những cây như này rất là mê này. Mày này. Cây mè cũng rất là nghệ thuật. Đường thân cong hẻo. Em cao mét 7 mấy. Em cao mét 75. 75 mà đấy. So sánh chủ nhân mất 75 mấy cây me này nhá. Đứng lại so sánh đã xem nào. Rồi ok. Đấy. Một cái cây me kích thước cũng tương đối lớn này. Đẹp, cái này đường thân nó lắc đẹp, cũng quái cây này, nhưng đường lắc khó này. Dòng cây mà. Cái me này thì bao tiền à? Cái me này 35 triệu. 35 triệu. Cái này cũng nguyên bản nhỉ, cái nguyên bản, những cái vết sẹo hầu như không có, liền hết rồi, liền gần hết rồi. Cái con đây là cái con, cây hạt đúng không? Đuôi. To lách cỡ này. Đẹp, một tác phẩm rất là đẹp. Một tác phẩm series. Cái này đúng là đặc trưng của miền Nam nhỉ. Cái này quả ăn được mà. Series. Nói đến cây sê di là nhiều người miền Bắc không biết là cây gì đâu. Rất là lạ đấy. Ở miền Bắc cũng kêu tên cherry mà. Tức là người ta chưa có khi chưa nhìn thấy bao giờ. Có người biết trái nhưng mà không biết cây. Đấy, rồi chưa nhìn thấy cây cherry bao giờ. Vú sữa này. Đây là một cây tùng lá hán này. Những tác phẩm rất là đẹp đã có mặt ở chợ cây. Nguyệt quế này. Vâng đây. Lục phường dáng huyền. Đại Châu dáng huyền. Cái đẹp đấy nhỉ. Cái co này gặp hẳn hay trông đấy. Lạ kiểu. Kiểu dáng độc đáo. Cái này thì bao tiền chủ em? Cái này 2 triệu. 2 triệu. Cái này đẹp đấy. Đại Châu. Một cây có hoa có quả, được báo giá 2 triệu. Đây, rất nhiều những cây đẹp. À, cây hay nhỉ. Dưới đấy, cái này quá hay nhỉ. Hay đấy, cái này hay đấy. Kiểu dáng rất là độc đáo này. Dưới đây. Cái này sao mà... chiều nào đẹp nhỉ. Cái này cũng dạng nghệ thuật đấy, đẹp. Cái này là cây mín. Bông tán mít, kiểu dáng rất là nghệ thuật, cũng có những nét quái. Mai chú thủy đây.